kayak lihat jongkok so. Sampai lihat cermin, senyum, benerin rambutnya. Mình đóng con hay nếu như một câu nói có thể khiến anh vui sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng. Okay, kita bersama Chun Li sekarang. Nếu em làm như thế trong em có hăng không? Okay guys, kita sekarang bersama Bir Laba. Em biết em si tình.